Kinh doanh ô tô, hân hạnh đồng hành cùng chương trình Màu Trắng HTV Challenge Cup 2023. Màu Trắng Du & Vi hân hạnh đồng hành cùng chương trình Màu Trắng HTV Challenge Cup. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Chiến binh địa hình. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thì mùa giải thứ 5 của HTV Challenge Cup sẽ chính thức khởi tranh tại Bầu Trắng Bình Thuận. Và bầu không khí lúc này đang cực kỳ nóng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dù gặp khá nhiều thách thức dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt đặc trưng của vùng đất Bình Thuận, nhưng tất cả mọi người đều đang hướng tới Bầu Trắng HTV Challenge Cup 2023 với tâm thế quyết tâm và hào hứng nhất. Cảm ơn Minh Giang Ô Tô và khu du lịch Bầu Trắng You and Me đồng hành cùng HTV Challenge Cup 2023. Phấn khích thật sự luôn, khi mà chạy trên cát này nó rất là phê nhé. Phải là nó rất là hiếm hoi chứ không phải là nó có nhiều ở Việt Nam. Cho nên là mọi người, các vận động viên đang háo hức chờ đợi đến ngày thi đấu á. Cái địa hình này thì nó kiểu mà nó chạy rally á, chạy tốc độ thích hơn. Tại mình được cái cảm giác mình đi tốc độ cao, qua được mấy cái cát bay trước. Đối với cát á, thì nó sẽ lúng, cát thì nó mềm hơn. Nó có nhiều cái kỹ thuật để mà chúng ta áp dụng vào. Địa hình càng khó thì sẽ làm cho vận động viên càng háo hức, càng quyết tâm. Không phải riêng mình mà hầu hết mình biết là tất cả các vận động viên đều rất háo hức cho cái giải này. Cái tinh thần thi đấu nó rất là cao, ngày đêm thì rất mong mỏi. Háo hức chứ, nôn, đuôi trên cát chạy nó sướng hơn. Tốc độ nó sẽ phê. HTV lần đầu tiên tổ chức trên cát thì tinh thần nó cũng thấy nó khác biệt hơn trước nhiều. Nó phê sướng hơn, nó hấp dẫn hơn, phấn khích hơn. Cảm thấy rất là vui khi mà được thi đấu cái giải rally này. Khi giải này xảy ra là mình đang xin nghỉ làm một tháng để chuyển sang chiếc xe. Với cái uy tín của HTV thì hầu như mỗi lần mà HTV khởi xướng thì hầu như là anh em và vận động viên là cả nước đều háo hức để tham dự điều kiện cát. Cũng là một điều kiện để trải nghiệm rất là hay ho, người rất là hứng khởi. Đây là cái lần đầu tiên tham gia thì cảm xúc nó cực kỳ háo hức và mong đợi đến ngày đó. Mỗi một km mình đi, mỗi một cái mét mình đi chăng nữa thì nó đều là những cái cảm xúc được gọi là để đợi. Vẫn có thể cảm nhận rất rõ sự hào hức, hào hứng của tất cả mọi người hướng tới Bầu Trắng HTV Challenge Cup 2023. Và hòa trong niềm hào hức ấy là cuộc chạy đua với thời gian của tất cả các bộ phận để có thể nỗ lực mang đến cho quý khán giả một bữa tiệc xe địa hình mới mẻ, hấp dẫn và trọn vẹn nhất. Từ nhiều tháng trước cuộc đua, công tác chuẩn bị cho giải đã được tiến hành. Bởi mỗi thành viên đều hiểu rõ, chờ đợi phía trước là những thử thách hoàn toàn mới trong công tác tổ chức. Sự khác biệt về tính chất địa hình, yếu tố thời tiết, khoảng cách không gian, tất cả đều là bài toán khó đối với ban tổ chức. So với rừng cây, bùn lầy, các giải đấu xe địa hình trên cát vẫn còn khá hiếm hoi tại Việt Nam. Làm sao để mang đến những bài thi hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao, nhưng cũng không quá tầm và đặc biệt là đảm bảo an toàn cho các vận động viên. Làm sao để khâu điều hành, tổ chức giải đấu được trơn tru, các tổ trọng tài có thể giám sát cả quá trình thi đấu giữa đồi cát mênh mông? Và làm sao để ekip truyền hình có thể ghi nhận và chuyển tải trọn vẹn những khoảnh khắc sống động, giàu cảm xúc của giải đấu? Đó là những câu hỏi mà ban tổ chức đã phải mất nhiều công sức, thời gian với nhiều chuyến khảo sát thực tế để tìm lời giải. Với vai trò là ban tổ chức thì cũng muốn tạo ra một cái giải nó an toàn nhất. Chính vì vậy là sẽ chọn những cái địa hình cát, nó không có, cái đội đua cũng không thể nào chạy với tốc độ rất là cao được mà đòi hỏi cái kỹ năng. Các vận động viên sẽ phải bằng cái kinh nghiệm của mình tận dụng cái cơ hội để mà chạy qua một cái địa hình mà nó có nhiều khúc cua cũng như là có nhiều cái chướng ngại vật như thế này. Các đội sẽ xuất phát theo thứ tự thì phải buộc phải đi qua khoảng 5 điểm checkpoint, thì đó là cái điểm chính. Nếu mà không đi qua đến 5 cái điểm đó thì sẽ bị loại. Còn khi đi qua 5 điểm đó với thời gian ngắn nhất thì sẽ là đội
có thành tích cao nhất. Nơi Tú Văn đang có mặt là một trong 5 điểm checkpoint, những địa điểm mà để trọng tài dễ dàng có thể theo dõi và giám sát quá trình thi đấu của các vận động viên. Ngoài việc lựa chọn cung đường và đảm bảo tính công bằng trên một lộ trình đua dài, đội ngũ thiết kế đường đua cũng mong muốn thử thách khả năng tính toán chiến thuật của vận động viên khi để các đội đua tranh tài 2 lượt ở mỗi bài thi, và số điểm sẽ được tính từ trung bình cộng của cả 2 lần thi. Cũng tính điểm nhưng mà cho các đội họ quen với cái đường đua, xong rồi để cái vòng thứ hai thì họ sẽ có thể sử dụng cái kỹ năng, khi họ đã quen cái đường đua rồi thì họ có thể sử dụng kỹ năng tốt nhất để mà đạt được cái thành tích tốt nhất. Bên cạnh bộ phận thiết kế đường đua, đội ngũ sản xuất truyền hình cũng đối mặt với nhiều thử thách tại một không gian mới với diện tích rộng lớn. Song song với công tác khảo sát tín hiệu và sắp đặt góc độ máy quay để đảm bảo ghi nhận đầy đủ và trọn vẹn mọi diễn biến, khoảnh khắc trên đường đua được tiến hành từ sớm, ekip truyền hình cũng phải tính toán việc kết nối trong quá trình tác nghiệp để đảm bảo cập nhật những tình huống nóng nhất đến khán giả. Không gian lớn đòi hỏi cái thử thách về cái đường truyền trên đồi cát như thế này, thì bên trung tâm truyền hình phát sóng và nhiều đợt đi khảo sát để nắm bắt được cái địa hình như thế nào, cái tín hiệu nào mà sóng nào mà yếu thì mình sẽ khắc phục cho nó tối đa, cho truyền dẫn tốt hơn, tăng cường thêm cái vệ tinh uplink có thể mà hỗ trợ về cho việc cho cuộc đua nó được hoàn thiện và tốt đẹp nhất. Thời tiết nó phải nói là vô cùng khắc nghiệt. Cái thứ hai là cái địa điểm về địa lý thì nó không có những cái điểm mốc nó rõ ràng cho các cái bộ phận có thể đặt các thiết bị. Cái đó là một cái thử thách rất lớn cho các anh em quay phim, đạo diễn và các bộ phận sản xuất về truyền hình. Tuy nhiên, nhiều tháng qua thì chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ để chúng tôi có thể lên những cái phương án để giải quyết những cái vấn đề đó. Các cái thiết bị bảo hộ, cái phương tiện để bảo vệ các thiết bị ở dưới một cái trời rất là nắng nóng. Và một điều nữa là các cái vị trí đặt máy của chúng tôi thì cũng phải lường trước được những cái tình huống nó rất là khác biệt. Tôi hy vọng rằng những người hâm mộ, đặc biệt những mua địa hình thì thấy là một cái hình ảnh hoàn toàn khác với hình ảnh mà chúng ta vẫn thường thấy ở trong các cuộc đua địa hình. Không ngại khó để trở thành những người tiên phong, luôn nỗ lực để chinh phục những cột mốc mới. Tinh thần ấy chắc chắn tiếp tục được Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát huy trong mùa giải thứ 5 của HTV Challenge Cup. Mọi mắt xích trong khâu tổ chức đã sẵn sàng để mang đến một đại tiệc xe thể thao địa hình mới mẻ, hấp dẫn và hoành tráng tại Bầu Trắng. Thưa quý vị, đó là với khâu tổ chức, vậy còn với những nhân vật chính của cuộc đua, các vận động viên, họ hướng tới HTV Challenge Cup mùa giải thứ 5 với sự chuẩn bị như thế nào và những chiếc chiến mã sẽ được trang bị ra sao trước một thử thách hoàn toàn mới so với 4 mùa giải trước? Cát, loại địa hình có kết cấu mềm, lực ma sát lớn với bề mặt tiếp xúc là thử thách mà các tay đua tại Bầu Trắng HTV Challenge Cup 2023 sẽ phải đối mặt. Vậy, với từng loại xe, họ sẽ cần có sự chuẩn bị như thế nào? Đầu tiên là mô tô cào cào. Xe thì mọi người đều phải về bảo dưỡng nó ngon lên để khi chạy thì nó giảm cái sự cố nhất có thể. Bưu xe ngon lại để chạy thôi chứ không có cái sự chuẩn bị khác. Bởi vì nếu mà chuẩn bị khác là phải có một cái dàn bánh khác mà cái gai nó to hơn cơ. Nhưng mà ở Việt Nam thì không dễ gì mua cái loại bánh gai đó. Mà bánh gai đó thì đặc biệt là chỉ đi chân mình cát thôi. So với tập trung đầu tư vào một chiếc xe đi cát chuyên dụng, phần lớn các anh em trong cộng đồng mô tô địa hình vốn còn khá non trẻ của Việt Nam, chú trọng nhiều hơn vào kỹ năng, yếu tố định đoạt toàn bộ cục diện trên đường đua. Còn đây là cát này, cái cát này, nó chạy là nó sẽ bị sàng, phải có kỹ năng về thăng bằng về chiếc xe. Nó gọi là thước thăng bằng ấy, là mình đứng lên, mình đi mà mình làm chủ được nó. Khi nó sàng bên này, mình lắc bên kia, nói chung là mình phải sàng theo chiếc xe. Người mà không biết chạy ấy, vừa chạy vô là thấy cái ba bánh trước nó chao đảo, là sợ thắng cái là nó ngã liền à. Còn mà anh em mà có tập luyện á, có kỹ năng chạy á, thì cứ có tốc độ là nó sẽ lướt trên cát. Về kỹ năng phải tập luyện nhiều, ở đường cát này thì chúng ta phải hạn chế cái tốc độ, tại vì ta mất tốc độ thì có thể chúng ta bị xe nó bị đứng lại, khó để mà chạy tiếp tục. Khả năng giữ thân mặn là chìa khóa then chốt để duy trì tốc độ, yếu tố giúp các tay đua tránh xa lầy và có thể hoàn thành bài thi trong thời gian ngắn nhất.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Đối với mô tô cào cào, thể lực cũng là yếu tố quan trọng không kém, khi gần như phải đứng trong phần lớn thời gian di chuyển. Đặc biệt với địa hình cát, dưới ánh nắng gay gắt, sức nóng có thể lên đến 40 độ, thể lực càng nhanh bị bào mòn. Nếu mà mình ngồi ấy, thì là nó sẽ hất cho mình bắn ngược lên trên không và nó dễ xảy ra sự cố và tai nạn. Cho nên là bắt buộc phải đứng, phải 90% chạy là đứng. Nếu mà mới chạy ấy, thì sức còn khỏe, nó chưa bị phá sức thì mình chạy rất là hăng. Nhưng mà chạy lâu vì phải gồng chiếc xe trên sa mạc này ấy, thì nó sẽ bị mất sức và nó sẽ phán đoán chậm hơn, bởi vì cơ thể mình quá mệt rồi là nó phản xạ chậm hơn. Có những cái đoạn mà nó thẳng, nó không gồ ghề thì mình ngồi xuống, mình nương cái xe và mình chạy đều ổn định đi. Đường ở đây là rất là dài, thì có thể là với cộng lại là cái khu vực này là rất là nắng, hao sức lực rất nhanh, nên chúng ta phải rèn cái thể lực, có cái sức bền để chạy được cái đoạn đường dài. Đó là câu chuyện của mô tô địa hình. Vậy còn với ô tô địa hình, khi không còn phân loại các hạng xe, Bầu Trắng HTV Challenge Cup 2023 là nơi để người xem chứng kiến các phần thể hiện tài năng đa dạng của các loại ô tô khác nhau tranh tài trên địa hình cát. Mỗi dòng xe có những thế mạnh riêng, nhưng chung quy đâu là những trang bị tối ưu nhất? Nếu mà đua địa hình cát á, thì anh em chúng tôi là thường là chú ý tới dàn chân, mâm, lốp, vỏ để đi cái địa hình cát á, thì nó khác với cái địa hình mà sình lầy. Đi cát mình xả bớt cái áp suất lốp cho nó giảm xuống, thay vì như đúng là bình thường mình đi khoảng 2 ký mấy thôi, nhưng mà đi cát thì thường như anh em chúng tôi là sử dụng có khoảng chừng 1 ký hơi áp suất hoặc là không tới nữa, thì để cho nó tối ưu, nó bám cái cát, cái lực đã kéo của xe nó đi tốt hơn. Cái lốp là kèm theo cái mâm bít lốc. Cái mâm đó nó thêm một cái bộ phận, cái vành bít lốc bên ngoài để nó giữ cái vỏ lại, để tạo ra cái sự an toàn khi mình chạy tốc độ nhanh, nó không bị văng cái vỏ ra. Còn ngoài ra thì vẫn phải, ví dụ động cơ vẫn có thể lên thêm chip trên ga, chip động cơ này. Rồi mình cát ấy thì thường nó tải nặng á, thì mình đi thêm cái bộ phận là tản nhiệt. Tản nhiệt thì nó có nhiều kiểu lắm. Ví dụ như là trang bị thêm quạt gió, rồi lên intercooler lớn để cho mát. Với lại có thể là những đơn vị người ta độ, người ta gắn thêm những cái tản nhiệt nhớt hộp số. Tại vì khi động cơ nó nóng, nó chịu tải ấy, thì nó sẽ nóng nhanh hơn là ở địa hình cát, nó nóng nhanh hơn là ở đất. Chiến mã là người bạn đồng hành rất quan trọng, nhưng để có thể tận dụng được tối đa lợi thế từ chiến mã của mình, đằng sau vô lăng chắc chắn cần một tay lái vững vàng, dày dặn kinh nghiệm. Cát thì nó khác với cái địa hình sình lầy, tại vì cát chạy nó giống như mình phải lấy đà, lấy chớn theo cái khúc cua, mình phải tính được cái khi mà mình vô cái cua đó mình phải lên ga xuống ga làm sao mà để cho nó xe nó không bị dính lầy. Tại địa hình cát là rất dễ dính lầy, mình phải tính được khi mà xe nó xuống tới đó là mình phải bắt chớn phát nó lên liền, chứ không là nó xuống cái hố phát là nằm tại đó luôn. Cái giải mà chạy cát chủ yếu là lái phụ là chiếm yếu tố khoảng 60%, thì sao cần cái sự nhớ đường, tại vì khi giữa một cái sa mạc là quẹo trái quẹo phải thì phải nhớ liền để cho lái chính, để khi đó mà mình đánh cua nó không bị gài vô bài hoặc là lạc đường hoặc DNF. Rally nó đòi hỏi người lái phụ có về độ tin chạy, giữa mình quan sát đường để cho người lái chính chạy chuẩn xác. Khi mà địa hình toàn là cát không á, mình không thể nào mình phân biệt được nó như thế nào hết, thì mình phải là người quan sát đường rõ nhất. Đó là những hành trang cơ bản để các vận động viên bước vào hành trình chinh phục những bài thi tại cuộc đua năm nay. Tuy nhiên, tại một địa hình hoàn toàn mới mẻ, chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách bất ngờ đang chờ đợi các vận động viên. Khi ấy, kỹ năng phản xạ, xử lý tình huống sẽ là yếu tố tạo nên sự khác biệt. Tay lái nào sẽ tỏa sáng? Hãy cùng chờ đợi câu trả lời tại Bầu Trắng HTV Challenge Cup 2023. Tiếp theo chương trình, những nhân tố thú vị được chờ đợi tại Bầu Trắng HTV Challenge Cup 2023. Thank you.
Vẫn đang làm nhỉ? Làm đến đâu rồi? Hôm đua ở An Giang nước nhiều quá, ngập cả nửa thân xe. Tôi đã bảo trì chút ít, làm sạch bùn đất, tra dầu nhớt, làm sạch bộ ống xả, kiểm tra phục nhúng, tay côn, tay thắng. Nhưng chủ yếu là phải thay lốp. Bây giờ tôi sẽ thay một cái lốp hoàn toàn mới. Sau mỗi cuộc đua, tôi đều thay một cái lớp mới. Còn khi tập thì một cái sẽ dùng 2 đến 3 buổi. Bạn xem này, một cái lớp mới toanh thì các cạnh gai phải rất sắc như thế này. Xin chào, tôi là Dai Ikeda, đến từ Nhật Bản. Tôi 47 tuổi. Tôi nghĩ chắc tôi là đấu thủ già nhất khi ra đó quá. Tôi là Akagi Hisanori, 46 tuổi, cũng từ Nhật Bản. Tôi chưa bao giờ đua hết. Là anh ấy đi, anh ấy rủ tôi đi cùng. Đồi cát là địa hình chơi xe enduro rất thú vị. Và mũi né thì rất tuyệt. Tôi nghĩ mọi người đều đang nóng lòng chờ đợi giống như tôi vậy. Tôi cũng đang tò mò không biết ban tổ chức có tạo ra những chướng ngại vật gì hay không. Nhưng cho dù thiết kế đường đua như thế nào, thì khi đi cát, lốp xe là quan trọng nhất. Nếu bạn có một chiếc xe ngon, hệ thống giảm xóc tốt, thắng cũng ngon lành, máy móc mạnh kiểu gì, thì cái lốp này là quan trọng nhất. Cần phải quan tâm đến nó nhiều nhất. Tôi sẽ giúp anh bảo trì chiếc xe thật ngon lành. Còn anh phải bắt đầu tập luyện. Vậy anh bắt đầu chưa? Có lẽ là tuần này sẽ bắt đầu, tuần này mà. Chạy bộ hít xà để tăng sức mạnh và sự dẻo dai. Sẽ rất nắng nóng và khó đó. Nhưng mục tiêu của chúng tôi là tận hưởng cuộc đua. Không quan trọng chuyện thắng thua. Đúng thế, phải tận hưởng cuộc đua. Đây là tôi đã có gần 30 năm chơi xe mô tô từ năm 16 tuổi. Tôi thực sự không thể hiểu vì sao tôi đam mê xe mô tô như vậy. Như là tình yêu thì không có lý do, đam mê xe mô tô cũng không có lý do. Lái một chiếc xe mô tô khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc, phấn khích và được thử thách. Tôi mê xe mô tô từ bé, nhưng không có cơ hội nào để có một chiếc xe cả. Tôi đã làm việc miệt mài và đã mua được chiếc xe đầu tiên năm 16 tuổi. Cho đến nay, tôi đã từng có hơn 100 chiếc xe, như những chiếc xe ở đây. Và bây giờ thì tôi chuyên về customize xe, còn gọi là độ xe đó. Tức là mình cải tiến, chỉnh sửa mẫu mã, tạo nên một chiếc xe tốt nhất theo ý của riêng mình. Đây là một số mẫu mà tôi đã đoạt giải. Tôi đã từng đua GP ở Nhật Bản, đua ở Mỹ, từng vô địch với nhiều thể loại xe khác nhau, đua track, motocross, xe địa hình, xe scooter. Chơi xe 30 năm nhưng với tôi, luôn luôn còn nhiều thứ để học, không bao giờ hiểu được một cách tường tận. Tôi cứ học mỗi ngày, từng chút, từng chút. Nhiều người vẫn nói rằng đua xe mô tô là quá nguy hiểm. Thật ra, sẽ không nguy hiểm nếu như mình có đội mũ bảo hộ, mặt nạ che mặt và hiểu về quy tắc an toàn. Ngay cả lưu thông ngoài đường cũng vậy. Tuân thủ luật giao thông và quy tắc an toàn là quan trọng nhất. Có câu nói, muốn vui trong chốc lát, hãy uống bia. Muốn hạnh phúc cả đời, hãy tìm cho mình một chiếc xe mô tô. Với tôi, điều đó đúng đấy, bạn hãy thử xem. Tôi biết ở HTV Cup có nhiều tay đua tốc độ rất tốt. Cát ở mũi né là loại cát mềm, dễ sa lầy, cho nên cần nhất là kỹ năng khéo léo. Mục tiêu của chúng tôi là cảm nhận niềm vui tham dự và tồn tại được với nắng nóng ngoài đó. Đúng vậy, chỉ mong là hai chúng tôi sẽ tồn tại được.
Bên cạnh vận động viên ngoại quốc thì các tay lái nữ, những bóng hồng hiếm hoi trên đường đua cũng là nhân tố rất được chờ đợi. Trong đó, sự trở lại của một cặp chị em xinh đẹp, mạnh mẽ đến từ Bình Phước tại bầu trắng HTV Challenge Cup cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục làm dậy sóng đường đua. Xin chào mọi người, mình là Mai Ly. Xin chào mọi người, tôi là Mỹ Lài. Năm nay đến với Challenge Cup 2023 thì mình thấy vững vàng và tự tin hơn năm ngoái. Đua trên sình lầy và đua trên cát đều là đua off-road nên là mình đều thích. Và bản thân mình thì thích khám phá và mới mẻ nên là đua trên cát thì lần này mình háo hức hơn. Với mình thì lần nào cũng như lần đầu. Nhưng mà lần này mình trông đợi, mình chưa trải nghiệm đường đua ở cát, chơi bùn lầy là nhiều. Quá bà thi cát á, chị chạy chế độ nào là tốt nhất, sport hay là mình cứ để chế độ sport. Vẫn tinh thần nhiệt huyết ấy, nhưng sự khác biệt là ở giải đua năm nay, hai chị em không còn là đồng đội mà trở thành đối thủ của nhau. Khi mà mình quyết định tách đội với chị gái của mình thì mình thấy rất là thiếu hơi của chị. Nhưng mà mình muốn tìm hiểu sâu và xa hơn, học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn trong cái bộ môn off-road này, nên mình bắt buộc phải độc lập hơn một tí, vẫn chải hơn trong cái tâm lý của mình cũng như là trong bước chân ga của mình. Không chung đội nhưng mà vẫn luôn sát cánh bên nhau để động viên nhau. Và ví dụ như chị thi trước thì chị sẽ chỉ cho em là sắp tới cái bài thi đó là sẽ có những chướng ngại vật gì, là em thi rồi và em sẽ động viên chị là yên tâm đi, cứ vững tin là chạy, vững tay lái là ổn. Nếu như em gái Miley chọn bạn đồng hành là một đàn anh giàu kinh nghiệm, thì với chị gái Mỹ Lài lại có một sự lựa chọn đầy thú vị. Sự thật là chồng mình không có đam mê, nhưng mà chồng ủng hộ mình, chọn chồng để đồng hành mà trong khi chồng không có cùng đam mê, đó cũng là một cái bất tiện. Nhưng mà đối với mình, nếu như phải chọn một người đàn ông để cho mình yên tâm và mình nghĩ là bên cạnh mình có một cái động lực thì mình chọn đó là chồng của mình. Chồng của mình sẽ là động lực to lớn đối với mình. Thì cái giải trên cát này thì thật ra thì mình cũng chưa từng trải nghiệm. Khi mà tham gia cùng vợ thì nói chung là lần đầu thì cũng cảm giác nó cũng hơi là lo lắng một xíu. Nhưng mà nam hoặc nữ gì cũng có, chồng hoặc vợ gì cũng có cái niềm đam mê riêng của mình hết. Mình cũng có niềm đam mê và vợ cũng có niềm đam mê. Thôi thì mình cùng cố gắng ủng hộ nhau để cho vợ chồng được vui. Bên cạnh người bạn đồng hành ăn ý, chiếc chiến mã cũng được hai chị em chuẩn bị kỹ càng cho hành trình chinh phục thử thách tại bầu trắng. Mình thì chưa trải nghiệm cái xe của mình trên mô hình cát đó, nhưng mà các anh chị đi trước tư vấn với mình rằng cái xe ráp to của mình nếu mà chơi trên cát đó là một lợi thế, nên với mình cũng không có trang bị gì nhiều hết, mình chỉ thay bộ lốp là đủ. Mình cũng trang bị cản trước cản sau, giáp gầm, mâm bích lốp và vỏ thì tăng size. Còn về máy móc thì động cơ thì mình có remap một tí. Mình sẽ cố gắng hơn năm trước và cố gắng thời gian của mỗi bài sẽ rút ngắn lại. Và sau cùng, hành trang đặc biệt không thể thiếu của hai chị em chắc chắn là bản lĩnh tự tin của người phụ nữ hiện đại, luôn hết mình vì đam mê, lan tỏa cảm hứng và năng lượng tích cực đến mọi người. Là phụ nữ thì ai cũng yêu cái đẹp, riêng mình cũng vậy, rất là yêu làn da của mình. Nhưng mà đến với cái bộ môn off-road á, cái đam mê của mình cháy bỏng hơn. Cũng như chị gái của mình, mình vì là đam mê off-road hơn nên là làn da mình cứ đi đua đi rồi làn da mình về xử lý được. Đến bây giờ nó vẫn chưa có bị sao? Bị đen quá. Chứng tỏ kem chống nắng dùng cũng được. Khi mình nghĩ là mình đến với cái bộ môn off-road á, mình có một cái vẻ đẹp riêng, mạnh mẽ hơn, cá tính hơn, phải khoáng hơn. Ở nơi đó có rất là nhiều cái để mình học hỏi. Thứ nhất là về kinh nghiệm lái xe và trải nghiệm được giao lưu cùng với mọi người. Nhắn gửi đến tất cả các bạn nữ là có cùng sở thích và đam mê thì cố gắng thực hiện từng bước. Cứ mạnh dạn lên. Chị em mình luôn luôn hỗ trợ và tư vấn gì đó, biết được những gì sẽ chia sẻ hết.
chị gái Mỹ Lai và em gái Mai Ly xin chúc tất cả các tay đua luôn hoàn thành tốt, an toàn chơi play và đạt thành tích cao nhất. Đến đây thì chương trình Chiến binh địa hình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng ta hãy cùng chờ đón Bầu Trắng HTV Challenge Cup 2023 diễn ra vào 3 ngày 1, 2, 3 tháng 12 sắp tới quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn Minh Giang Auto và khu du lịch Bầu Trắng UNMI đồng hành cùng HTV Challenge Cup. 3, 2, 1, xuất phát. Mô tô, ô tô, lần đầu cân tải trên cát. Hệ thống camera thiết kế đặc biệt và những tiết mục giải trí bùng nổ. Đón xem truyền hình trực tiếp thử thách địa hình Bầu Trắng HTV Challenge Cup 2023 các ngày 1, 2, 3 tháng 12 trên các kênh sóng và hạ tầng mạng xã hội của HTV. Minh Dân Auto hân hạnh đồng hành cùng chương trình Bầu Trắng HTV Challenge Cup 2023. Bầu Trắng UNV hân hạnh đồng hành cùng chương trình Bầu Trắng HTV Challenge Cup 2023.